chào quý khán thính giả. Hôm nay chương trình An Cư Lạc Nghiệp với chị Nghiêm Tú Lan. Em chào chị. Vâng, Nghiêm Tú Lan xin hạnh được kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị khán giả. Và thân ái chào cô Ý Nhi. Dạ, chương trình của mình cứ mỗi tuần như vậy là về là chúng ta sẽ nói về những cái căn nhà tại sao trên market mà tại sao bán chạy và bán không được, hoặc là có nhiều cái lý do lắm phải không chị Lan? Vâng, thì hôm nay cô Ý Nhi hỏi một đề tài rất là hay. Tại sao căn nhà của quý vị list trên thị trường lâu quá mà không bán được? Đúng rồi, tại vì em thấy có nhiều nhà chưa ra thì là bán rồi. Chị có thể giải thích cho em và cũng như khán giả biết là có nhiều căn nhà mà list hoài có phải là cái giá cả nó cao quá không chị? Chị có thể cho quý vị cũng như em biết ạ. Vâng, thì thưa quý vị cũng như cô Ý Nhi, thì Nghiêm Tú Lan muốn trình bày quý vị làm cách nào mà để bán vào căn nhà với giá cao và nhanh. Vâng, cái vấn đề quan trọng làm sao giá cao và nhanh. Thì như quý vị cũng biết là nếu, cô Ý Nhi cũng biết là nếu mà một căn nhà đó mà chúng ta để bừa bộn, khi mà mình vô một căn nhà đó mình thấy cái phòng khách nó sáng sủa, đúng không ạ? Rồi quý vị đi sâu vô là cái bếp, mà vô cái bếp rất là quan trọng. Tại vì cái bếp là cái nơi mà chúng ta hầu như là sinh hoạt hàng ngày. Cái phòng khách thì chỉ sau cơm nước xong thì chúng ta mới ra coi tivi, đọc sách hay là nghỉ ngơi sau cái buổi chiều tối ăn cơm xong. Và cái bếp là luôn luôn ai cũng phải ở, mới sáng ngủ dậy ăn breakfast cũng phải xuống bếp. Và buổi trưa cũng phải làm lunch, rồi buổi tối cũng dinner. Thì cái vấn đề mà quý vị biết không, nhà cửa đó mà ngăn nắp sạch sẽ đó, và tu bổ mà chúng ta giữ gìn kỹ đó, thì vô cái là mình đập vào mắt người ta liền là đẹp. Với lại em công nhận cái đó đúng. Vâng, rồi với lại hơn nữa, cái giá cả phải chăng, nếu mà nhà quý vị mà có một số người đó sửa cái nhà cả trăm ngàn, và thưa quý vị là bảo là hồi năm ngoái tôi mua là 600, tôi sửa 100 ngàn, là phải ép thêm 100 ngàn nó vào. Cũng may nếu mà giá thị trường lên đó quý vị, thì cái 100 ngàn đó should be ok. Nhưng mà nếu mà giá thị trường go down thì quý vị không thể nào lấy lại cái tiền mà quý vị sửa 100 ngàn. Quý vị sửa thì cái thời gian chúng ta ở là chúng ta đã enjoy cái sự sửa và đẹp như vậy rồi, chúng ta enjoy. Thì cái chuyện mà quý vị bảo là quý vị sửa mất 100 ngàn, quý vị thí dụ quý vị lót một cục vàng, một thỏi vàng để làm cho cái trần nhà nó đẹp lên, quý vị lấp lánh sao trên cái trần nhà, thì thưa quý vị là cái đó là hấp dẫn người mua, chứ không phải là quý vị áp ép một cục vàng mà quý vị lấy lại được một cục vàng. Đúng, thì cũng như cô Ý Nhi và quý vị biết đó, thì với kinh nghiệm mà sẵn có đó, Nghiêm Tú Lan sẽ advice quý vị làm cách nào mà để bán cái giá cao hơn cái giá mà mình ở thị trường khoảng 10-20 ngàn. Thì Nghiêm Tú Lan sẽ thứ nhất đó là sẽ giúp quý vị tìm một người lean up căn nhà. Rồi thứ hai, tìm một người designer, là làm cách nào mà cái người design cho cái căn nhà của quý vị đó thật là đẹp. Họ sẽ mang furniture lại, họ mang bình hoa, họ mang ghế salon, họ mang những cái gì mà họ nghĩ là làm cho cái nhà của chúng ta bán với giá cao hơn. Thật sự đó là trong vòng, nếu mà chúng ta làm đó thì chúng ta bán rất là nhanh, trong vòng từ tuần thứ nhất open house đã rất là nhiều người đến coi rồi, và chúng ta bán trong vòng khoảng 1 tháng là bán xong thưa quý vị. Và tại sao là như vậy? Bởi vì khi cái người designer đó họ mang furniture lại làm cho căn nhà của chúng ta look better hơn. Thật sự cái tiền mà quý vị trả cho cái người decorate đó không bao nhiêu hết quý vị, khoảng cỡ 1.500 đến 2.500 tùy theo cái thời gian chúng ta thuê của họ. Mà phần nhiều Nghiêm Tú Lan nghĩ maximum chúng ta thuê 3 tháng thì cái nhà chúng ta đã bán đóng vừa list vừa bán vừa đóng xong escrow được maximum là 3 tháng, có khi 2 tháng, có khi 45 ngày. Thành ra, và hơn nữa, cái căn nhà của quý vị đó, khi mà đã, Nghiêm Tú Lan là người listing agent của quý vị, Nghiêm Tú Lan đại diện cho quý vị đó, thì cái Nghiêm Tú Lan phải repair là làm cách nào mà để cho quý vị bán với giá cao và nhanh.
làm cách nào mà căn nhà quý vị được mọi người biết đến. Thứ nhất là Nghiêm Tú Lan bỏ lên Internet, bỏ lên Facebook, bỏ lên Twitter đó em. Yeah, Twitter. Rồi nhất là nếu mà thị trường cộng đồng chúng ta, thật sự thị trường của cộng đồng của chúng ta lúc này rất là lớn mạnh quý vị. Mọi người mua nhà rất là đau rất là nhiều và PK. Và Nghiêm Tú Lan quảng cáo trên đài Little Sài Gòn Radio mỗi chiều thứ năm và chiều thứ tư 3:30 và 4:30 mỗi tuần. Và hơn nữa, lên TV Little Sài Gòn TV mỗi Monday talk show cùng cô Ý Nhi. Thành ra căn nhà quý vị chắc chắn là sẽ bán nhanh và giá cao. Và quý vị biết không, có một cái chi tiết nhỏ mà không ai biết. Nếu mà chúng ta list cái nhà của chúng ta đừng cao quá đó. Mình list làm sao mà người ta, người agent người ta coi, người ta kinh nghiệm, người ta biết căn nhà list ra thị trường là mình biết căn nhà nó rẻ. Thì khi mà một cái căn nhà mà mình list rẻ hơn giá hay là bằng cái giá mà đừng có cao quá đã bán trong vòng 3 tháng trở lại. Thí dụ như cái khu vực đó là mình biết cái căn đó là khoảng 550, thì mình list 539.000 thôi, để mà mình đừng có list lên 600.000. 600.000 mà mình thấy một tháng ngay mình lại giảm giá, thì cái đó thì that's why mà mình nằm lâu trên thị trường. Quý vị làm sao mà mình list rẻ để dụ họ lại, mình phải dùng chữ dụ. Đúng rồi chị, tại vì nếu mà nhà quý vị mà đúng giá thì thực sự đã có rất là nhiều người, người ta vô, người ta gọi là bidding đó chị. Người đúng. Ta bid. Dạ, người ta bid lên, người ta đưa thì lên. Thì tự nhiên, tại vì bây giờ muốn bán cái nhà là 560 đi, thì mình bán rẻ chút xíu thì người ta bid lên. May mắn thì mình bid lên 170, 180 cũng 580, 580. Dạ, đúng y chang như quý Nhi nói đó, người ta bid lên, người ta đưa rất là cao quý vị. Cũng như tuần rồi Nghiêm Tú Lan cũng vừa khách đi qua nhà, thì căn nhà đã list 569.000 với 1.800 square feet ở Anaheim. Nghiêm Tú Lan bảo căn nhà rất là good deal, tại vì có nhiều phòng để cho quý vị, nếu mà mình không có, mình tự nhiên mình bị mất việc, mình không may mình bị mất việc thì mình có thể cho share phòng được. Thì căn nhà đó thì nó list là 569 mà nó bán là Nghiêm Tú Lan advise cái người chủ muốn mua đó, bây giờ đó chị mua cao thêm 2.000 thì chắc chắn là chị sẽ lấy được, là nó list 569 thì mình mua 575 hay là 576 mình hơn vài ngàn. Dạ vâng. Sở dĩ mình lên như vậy đó để mà mình không biết được có những người ta cắt offer hay người ta đao nhiều, còn người khách của Nghiêm Tú Lan đao 20%, tại vì cái giá đao thì ai cũng 20% cũng đao được. Thành ra Nghiêm Tú Lan bảo làm cách nào mình mua được. Sau đó thì mình còn định giá qua nhà băng nữa quý vị. Chúng ta có 17 ngày để mà remove contingency. Thì lúc giờ nhà băng định giá nói là cái nhà này không tới 576. Thì lúc giờ chúng ta sẽ mua theo cái giá nhà băng định giá. Đó là cách mà Nghiêm Tú Lan advise người khách mua căn nhà cho bằng được thưa quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu xin gọi Nghiêm Tú Lan 7144933652 quý vị nhé. Và cũng như vào trang nhà của chị Nghiêm Tú Lan là www.nghiemtulan.com. Cái website của chị rất là vui. Ngoài ra quý vị có thể vào, quý vị có thể coi những cái căn nhà listing mới. Và cũng như hiện tại có những cái listing không chỉ là Orange County đâu, ở đâu cũng có hết. Quý vị có thể coi được. Westminster, không như là tất cả toàn Orange County. Dạ. Con nữa, còn có cái page nấu ăn nữa quý vị. Chỉ rất dạ. là... Vâng, thì thưa quý vị rất là vui. Các bà nội trợ thì sau khi mà đi làm về, không biết nay nấu món gì, vừa bấm cái website, cái mở ra họ chỉ cách nấu nướng rất là... Và vui lắm, đôi khi mình vô mình chỉ coi nấu nướng thôi. Biết đâu mình kiếm được một căn nhà. Buồn quá lại nhảy qua list nhà. Coi sót nhà. Đúng rồi chị, tại vì nhiều khi mua nhà, mua cửa, đôi khi mình không phải là mình plan được chị. Đôi khi mình thấy một căn nhà nào mình thấy mình thích quá. Yeah. Lúc mình vô mình coi nấu ăn thì không biết đâu thì mình có thể mình cần đổi nhà. Thì cũng ngay gọi ngay cho chị Nghiêm Tú Lan là 714-493-3652. Thì giờ cũng sắp hết rồi. Nghiêm Tú Lan muốn trình bày với quý vị một số căn nhà listing trong tuần này. Thì thứ nhất đó là muốn giới thiệu với quý vị đó, cái list này cũng là mãi tháng 4 2016 với Lily, 4 phòng ngủ 3 4 phòng tắm ở thành phố Westminster, New Home, 2.200 square feet, giá là 700.000, minimum của 700.000, kiểu nhà mới. Thì quý vị cũng biết kiểu nhà mới là chắc chắn là đẹp, xinh xắn và không bị SOE quý vị nhé, nhà builder xây mà không có SOE, rất là tuyệt vời. Và căn thứ hai là một cái townhome ở thành phố Gandro. Cái townhome này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở gần chợ Hòa Bình, góc đường Westminster và Bookhurst,
Rộng 1.300 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi và có một phòng tắm ở một phòng ngủ, một phòng tắm dưới nhà và Zenith Tower Top. Giá là 375.000, nhà rộng 1.300 square feet ở thành phố Townhouse ở thành phố Gandro. Và thứ ba là một cái 4 unit, nếu quý vị nào có nhu cầu mà muốn invest vào apartment hay là property income thì cái này rất là hiếm ra trên thị trường. 4 unit ở thành phố Westminster, ở City Westminster, ở góc đường số 10 và đường Beach, thành phố Westminster, một căn 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 2 xe garage đi vào nhà, có 5-plex và 3 căn kia là 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng tổng cộng là 4.700 square feet, cái lot size là trên 11.000 và tổng cộng có 5 xe garage, rất nhiều chỗ parking. Xin quý vị có nhu cầu gọi Nghiêm Tú Lan 714-493-3652, 714-493-3652, và quý vị có thể vào website để coi những căn nhà Nghiêm Tú Lan vừa trình bày ở trên nghiemtulan.com. Thì giờ cũng vừa vặn hết. Nghiêm Tú Lan xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật là an lành và sáng mai đi làm, nếu có mua bán nhà cửa đừng quên gọi Nghiêm Tú Lan. Xin chúc quý vị được một ngày tốt đẹp. Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.